Hồi nào giờ á, chắc là mọi người chỉ toàn là ăn dính lẩu chao. Bữa nay em có mới cá phi á, đem nó cho ăn thử coi có ngon không ha. Sáng nay thì cha em đi giăng lưới á, dính được mấy con cá phi. Mà ta nói cá phi dung cha con nào con nấy nó trắng tươi uống mềm luôn. Cha đi vuông về á, thì mẹ bằng cá. Em tranh thủ đi ra hái thêm ít rau nữa. Ăn lẩu chao á, là phải có rau nhút nè. Rau muống thì nó mới ngon. Rau nhút nó non á, hái này kia bóp bóp đã tay ha. Hôm bữa mua cái đọt ăn á, còn cái rễ dục xuống mương nè. Mà nó dễ trồng dễ sống, bữa nay nó chọt đọt quá chừng luôn mọi người. Đi hái rau vô thì mẹ làm cá cũng xong. Bây giờ em sẽ ốp chao vô cá. Cá phi nó lẩu chao quá thì em bữa tiên có làm nhiều lần rồi. Mà có nhiều bạn như nói là cái món gì mà lạ vậy, ăn chắc là tanh dữ lắm. Trời ơi, cái món này ở miền Tây của mình á, ăn lâu lắm rồi, mười mấy hai chục năm gì rồi, không có lạ lắm gì đâu. Mà đặc biệt là không có tanh đâu nha. Ốp chao rồi là tiên có nêm vô xíu bột ngọt, có xíu đường. Hôm bữa là tiên có nấu rồi thì bữa nay mẹ sẽ nấu nha. Mẹ phi tỏi xả ớt cho thơm rồi á, tiếp tục là cho cá vô mình nấu. Có nước dừa thì nấu sẽ càng ngon. Tiên thấy là mỗi nhà mỗi dùng á, khẩu vị khác nhau thì mọi người cứ căn chỉnh nêm nếm cho vừa ăn nha. Nhà của Tiên ăn á, thì theo khẩu vị mặn mặn ngọt ngọt. Ở miền Tây quê Tiên á, thấy là đa số á, nấu nướng chỉ toàn là nhắm chừng không à. Mà nêm xong rồi á, xíu quay lại coi thử là có mặn lạt gì á, mình sẽ nêm lại sao. Rồi thì trong cái thời gian đợi cái nồi lẩu chao chín để ăn cơm á, bây giờ hai mẹ con của mình á, tách cái sầu riêng ăn trước. Sầu riêng này á, bác Xuân ngoài Đắk Lắk gửi vô cho 8 trái, tính ra cũng phải hơn mười mấy ký đó mọi người. Hai bà cháu ăn sầu riêng còn phải live stream nữa. Hồi đó giờ ăn sầu riêng cũng nhiều, nhưng mà chỉ thấy sầu riêng Đắk Lắk là ngon nhất nha. Hột lép nè mà cơm nó còn nhiều nữa. Mà đặc biệt á là nó rất là thơm nha. Sáng ta nói ăn sầu riêng thôi là cũng đủ no rồi. Nó ăn sầu riêng thơm à. Quá trời ngon à. Ăn hết trái sầu riêng á thì cái nồi lẩu chao cũng chín. Ta nói ăn lẩu chao miễn có rau nhút, cải xanh, rau muống là thấy ngon à. Rồi sẵn đây tiên mà mọi người ăn cá phi lẩu chao, ăn cơm cùng gia đình của em nha. Cái món này á có phê môn nữa thì nó mới ngon. Ta nói trời mưa lâm râm á mà cái nồi lẩu nhúng rau thế này á mà làm thêm gia sĩ nữa thì nhức cái nách nha. Cá phi thì uống mì mà chấm với chao nữa, ta nói nó béo mà đặc biệt không bị tanh đâu mọi người, tin em đi. Mà cái món này á em nói thiệt luôn, ăn cực kỳ là hao cơm luôn đó nha. Hôm nào á thì mọi người cứ nấu thử cái món cá lẩu chao đi, đảm bảo luôn là không là mọi người thất vọng với cái món này nha.